Thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp đang nghèo khổ, bỗng được trời ban lộc lớn, đổi đời như vũ bão đúng ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, trúng số giàu to. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề vô cùng đặc biệt và đáng chờ đợi trong ngày hôm nay. Đó là những con giáp trúng số độc đắc trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2024. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng mơ ước một lần được thần tài gõ cửa, mang đến những cơ hội may mắn bất ngờ. Và ngày hôm nay, Tử Thông sẽ bật mí cho quý vị về những con giáp vận đỏ hơn son, được thần tài ban lộc, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Thưa quý vị, vừa mới thoát khỏi cái táng cô hồn, những cái vận xui đã được rũ bỏ lại sau lưng. Đây là cái thời điểm vàng, không thể bỏ lỡ. Và cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch không chỉ đơn thuần là những cái ngày bình thường, mà là cái khoảnh khắc của sự biến đổi và sự thăng hoa dành cho bốn con giáp đặc biệt này. Và được dự đoán là sẽ nhận được nhiều cái phúc lộc lớn lao, trời ban phúc lớn. Những con giáp này sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi một cách là nhanh chóng và đầy ngoạn mục. Có thể từ một người phải đối mặt với những cái khó khăn, nợ nần chồng chất, bỗng chốc họ trở thành những người sở hữu cái khối tài sản bạc tỷ, mở ra một cái chương mới cực kỳ rực rỡ và đầy hứa hẹn. Thưa quý vị, Tử Thông biết rằng với nhiều người, cái vận may là cái điều mà khó có thể định đoán trước được. Nhưng dựa trên những nghiên cứu của các thiên tinh và cái quy luật vận hành của vũ trụ, và Tử Thông cũng đã phát hiện ra những tín hiệu rõ ràng và những con giáp may mắn sẽ được thành công nó trực sẵn trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Vì cái điều này cũng sẽ giúp cho các bạn có thể nhận diện rõ hơn về những cái dấu hiệu thịnh vượng đang chờ đợi, cung cấp những lời khuyên cụ thể để các bạn tận dụng tốt những cái cơ hội vàng. Vậy các bạn có phải là một trong những con giáp may mắn trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây hay không? Làm thế nào để nhận được và nắm bắt được cái vận may gõ cửa? Điều gì khiến cho con giáp này trở nên đặc biệt và được thần tài ưu ái? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Tử Thông luận giải chi tiết những cái bí mật đó trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể ủng hộ Tử Thông một cốc trà đá để Tử Thông có thể lên nội dung hay hơn và hấp dẫn hơn và có thêm cái động lực để mà phục vụ quý vị khán giả được tốt hơn quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch thì chúng ta biết nó là ngày Canh Ngọ, đúng không ạ? Ngày Canh Ngọ. Và để mà được thần tài gõ cửa thì trong cái bộ môn tử vi nó có một cái sao, đó chính là cái sao lục tồn. Đấy. Khi mà được lục tồn chiếu mệnh thì những con giáp này cũng sẽ cực kỳ may mắn. Thì quý vị biết ấy, lộc tồn hay còn được là gọi là cái sao thiên lộc. Đấy. Nghĩa là cái tước lộc từ trên trời nó rơi xuống. Mà nhiều khi chúng ta không hiểu là tại sao cái vận may nó lại đến với chúng ta. Nhiều lúc các bạn làm ăn cảm thấy là rất dễ dàng, là thuận lợi. Làm gì cũng được thành công. Vậy nên quý vị có thể nắm bắt lấy cái thời cơ này để đổi vận giàu có. Cái sao này nó sẽ mang lại cái vận may về tài lộc, về phúc thọ cho những người mà khi cái vận nó đến. Tuy nhiên, lộc của sao lục tồn nó cũng sẽ đến một cách là chậm rãi, bình thường và nó có tính chất chủ động. Nói chung ấy, khi mà được sao lục tồn chiếu mệnh thì con giáp này cũng sẽ có một cái tính tình đặc biệt. Tự nhiên trở nên thông minh, hiểu biết sâu rộng và có khả năng tổ chức công việc một cách hợp lý hơn. Bên cạnh đó, họ cũng rất đáng tin cậy và có cái trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Thì ngoài ra, trong thời gian này họ cũng trở nên cẩn thận tỉ mỉ và có khả năng quản lý tài chính rất là tốt. Họ biết cách tiết kiệm và chi tiêu một cách sáng suốt. Đó là cái lý do mà họ thường trở nên giàu có. Tuy nhiên, khi mà kết hợp với một vài cái sao khác như là Vũ Khúc, Đẩu Quân hay là Cô Thần Quả Tú thì cái lộc tồn nó cũng sẽ trở nên là trở thành những người keo kiệt bún xín. Thưa quý vị, với cái tính cách ôn hòa của mình thì cái sao lộc tồn nó cũng thường mang lại cái tính điềm đạm nhẹ nhàng. Và những người mà được sao lục tồn chiếu mệnh thì họ không vội vàng và thường không thích cái sự hấp tấp. Đôi khi họ có thể hơi sa sút và không tự chủ được trong mọi tình huống. Tuy nhiên, khi mà có một cái môi trường tốt, khả năng phát triển của họ cũng sẽ được tăng lên nhanh chóng. Và
cái cơ hội trúng số đổi đời cũng sẽ nằm trong tay những con giáp này. Vậy thì đó là những con giáp nào? Đúng không? Thì chúng ta cùng xét về cái sao lục tồn nhé. Lục tồn thì nó tính theo cái địa chi, đúng không? Địa chi ngọ. Chúng ta biết những người có địa chi ngọ thì là lộc của những người mà có thiên can là đinh và kỷ. Đinh và kỷ lấy lộc tại ngọ. Vậy nên là trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch này thì chúng ta sẽ có hai cái thiên can được lộc thần tài. Vậy chúng ta cùng xét chi tiết đó là những tuổi nào nhé. Như vậy chúng ta cùng xét về những người có thiên can đinh trước. Thiên can đinh thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có tuổi đinh sửu 1997. Đinh hợi là 1947. Đinh dậu là 1957. Đinh sửu là ngũ hành thuộc thủy này. Đinh hợi là ngũ hành thuộc thổ này. Đinh dậu ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp theo là đến đinh hợi này, sau đến đinh mùi là 1967. 1967 đinh mùi có ngũ hành thuộc thủy. Tiếp theo là đến đinh tỵ 1977. 1977 đinh tỵ có ngũ hành thuộc thổ. Và cuối cùng là đinh mão 1987. Thì nó có ngũ hành thuộc hỏa. Thì đây là những con giáp đầu tiên được cái vận lộc tồn nó chiếu mệnh. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là trong những con giáp này thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất. Thì chúng ta biết ngũ hành của canh ngọ nó là thuộc thổ, lộ bằng thổ, đúng không ạ? Thổ sinh nhập kim. Như vậy là trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh kim. Thứ hai là mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta có tuổi tỵ và tuổi hợi. Thì những người tuổi tỵ sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 1. Những người tuổi hợi, đinh hợi sẽ xếp vị trí số 2. Nói chung là những người tuổi tỵ may mắn hơn những người tuổi hợi, được cục diện là tam hội là tỵ ngọ mùi, nó tam hội. Đó. Trong thời gian này thì những người tuổi tỵ cũng sẽ dễ dàng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thần tài cũng ghé thăm. Chỉ cần quý vị chăm chút và biết nắm bắt đến cái thời cơ thì chắc chắn cơ hội đổi đời giàu sang đang nằm trong tầm tay của các bạn. Bên cạnh đó, tiếp theo là đến tuổi thứ hai nó thổ thì nó khắc thủy. Vậy nên là những người tuổi thủy sẽ xui xảo hơn. Còn hỏa thì sinh thổ. Hỏa thì chúng ta có những người tuổi mão và những người tuổi dậu. Thì những người tuổi mão nó xếp vị trí số 3. Những người tuổi dậu xếp vị trí số 4. Nói chung tuổi đinh mão và tuổi đinh dậu thì bị cục diện là ngọ nó phá. Vậy nên là nó cũng không được may mắn cho lắm. Cuối cùng là những người mệnh thủy. Mệnh thủy thì có 67 và 97 thì tuổi 67 sẽ may mắn hơn, đứng vị trí số 5. Và tuổi 97 là đứng vị trí số 6. Đó. Đó là những cái con giáp may mắn dễ được lộc trời ban đầu tiên. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may tài lộc và tiền bạc cho mình. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình quý vị nhé. Tiếp theo, những người mà hưởng vận lộc tồn thứ hai ấy, đinh và kỷ đó, thì đó chính là những người có thiên can kỷ. Thiên can kỷ là những người có đuôi năm sinh là số 9. Và những người có đuôi năm sinh là số 9 thì chúng ta sẽ có tuổi sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ có tuổi kỷ sửu là 1949, có ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp đến là kỷ hợi là 1959, 59 là ngũ hành thuộc mộc. Đến kỷ dậu là 1969, ngũ hành thuộc thổ. Kỷ mùi là 1979, ngũ hành thuộc hỏa. Kỷ tỵ 1989, ngũ hành thuộc mộc. Và cuối cùng là kỷ mão 1999, ngũ hành thuộc thổ. Thì đây là những con giáp tiếp theo được thần tài chiếu mệnh, được cái sao lục tồn chiếu mệnh, và cái cơ hội giàu sang phú quý cũng đang tìm đến với những con giáp này. Vậy thì trong những con giáp này thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất, chúng ta cùng xét nhé. Thì cũng dựa vào cái ngày mùng 1 tháng 8, nó là ngày canh ngọ, ngũ hành của nó thuộc thổ, đúng không ạ? Thổ thì sinh kim. Vậy nên là những người tuổi mệnh kim sẽ may mắn đầu tiên, nhưng mà trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh kim. Thứ hai là những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta có 1969 là kỷ dậu,
và 1999 là kỷ Mão. Thì nói chung hai tuổi này may mắn ngang nhau. Nếu mà tuổi Dậu đứng vị trí số 1 thì tuổi Mão sẽ đứng vị trí số 2. Nhưng mà xét về cái mặt ngũ hành âm dương ấy, thì những người tuổi Kỷ Mão 1999 sẽ được may mắn hơn. Tiếp theo là đến những người mệnh mộc thì sẽ may mắn hơn những người mệnh hỏa nhé. Vậy mộc được khắc được thổ thì nó là tài tinh. Như vậy là mệnh hỏa chúng ta sẽ có tuổi 1949 và 1979 đúng không ạ? 1979 là thì tuổi 1979 sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Và tuổi 1949 là Kỷ Sửu xếp vị trí số 4. À, cuối cùng chúng ta còn 1959 Kỷ Hợi và 1989 Kỷ Tỵ, thì tuổi 1989 nó đứng vị trí số 5 và Kỷ Hợi là đứng vị trí số 6. Đó. Như vậy là trong cái những tuổi này thì may mắn nhất có lẽ đó chính là những người tuổi Kỷ Dậu 1969 và Kỷ Mão 1999, thì rất dễ được lộc trời cho. Bên cạnh đó những người tuổi 1979 Kỷ Mùi cũng được cục diện là ngọ mùi nhị hợp. Đâm ra là những người tuổi 1979 cũng có rất nhiều cái cơ hội để đổi vận giàu sang trong ngày hôm nay. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình các bạn nhé. Đó là cái vận đầu tiên, đó chính là cái vận gì? Cái sao lục tồn. Sao lục tồn chiếu mệnh. Thì ngoài cái sao lục tồn cũng còn một cái vận may nữa về cái vận trình tiền bạc, cũng được coi như là một cơ hội để quý vị có thể là gì, trúng số đổi đời. Đó chính là một cái vận người ta gọi là cái vận thiên tài. Đấy. Thì cái thiên tài nó là cái lộc trời, nó cũng giống như lộc tồn này, nhưng nó đến nhanh hơn và đi cũng nhanh hơn. Cái thiên tài nó đại diện cho những khoản tiền ngoài ý muốn, có thể không làm mà vẫn có ăn, thì đó chính là cái vận thiên tài. Thiên ở đây là chỉ những cái việc không thể công khai minh bạch, còn tài ở đây ấy, nó đại diện cho cái tiền tài. Thiên tài không phải là cái sự giàu, cái sự gì giỏi giang như những người thiên tài đâu, mà là thiên tài nó đại diện cho cái lá số bát tự ấy, có được cái vận tài lộc dồi dào và có được cái vận may về tiền bạc. Nó đại diện cho cái giá trị của tiền bạc cũng lúc nhiều lúc ít, nhưng mà trong thứ trụ ấy, một khi mà cái vận thiên tài nó đến thì có thể các bạn phất lên như diều gặp gió, trong một khoảng thời gian cực ngắn cũng có thể kiếm được một khoản tiền cực lớn đó. Và nói chung ấy thì chúng ta cùng xem là vận thiên tài sẽ rơi vào những con giáp nào nhé. Chúng ta biết cái ngày 1 tháng 8 thì nó là ngày canh ngọ này. Chúng ta có canh thuộc kim. Kim thì sẽ bị hỏa nó khắc. Mà hỏa thì chúng ta có hai thiên can là bính và đinh. Chúng ta có bính hỏa mà khắc canh kim thì nó là cái vận gì? Nó là cái vận thiên tài. Mà đinh hỏa khắc canh kim thì nó là vận chính tài. Như vậy là những người có thiên can bính, tức là những người có đuôi năm sinh là số 6 đấy, đúng không ạ? Đuôi năm sinh số 6 nó là cái vận thiên tài. Thì chúng ta sẽ có những người có thiên can là bính. Thiên can bính một cộng tuổi sau này. 1996 là tuổi bính tí, có ngũ hành thuộc thủy. Tiếp theo là tuổi bính dần là 1986. Có ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp đến là 1976 là bính thìn, ngũ hành thuộc thổ. 1966 bính ngọ, ngũ hành thuộc thủy. 1956 bính thân là ngũ hành thuộc hỏa. Và cuối cùng là 1946 là tuổi bính tuất, ngũ hành thuộc thổ. Đó là những con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời do được thiên tài chiếu mệnh, tức là những người có đuôi năm sinh là số 6 đấy. Vậy thì chúng ta cùng xem là trong 6 con giáp này thì con giáp nào là tuổi may mắn nhất nhé. Thì đầu tiên chúng ta biết là cái ngày canh ngọ thì nó có ngũ hành thuộc thổ đúng không ạ? Thổ thì sinh kim, vậy nên những người mệnh kim sẽ là con giáp may mắn nhất, nhưng mà trong những tuổi này thì không con giáp nào mệnh kim. Thứ hai là những người mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta sẽ có tuổi 1976 bính thìn và 1946 là tuổi bính tuất. Thì những người tuổi bính tuất là một trong những con giáp may mắn đầu tiên. Đó, bính thìn để xếp vị trí số 2. Những người tuổi bính tuất được cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp. Vậy nên được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, nên là trong cái ngày 1 tháng 8 lịch ấy, thoát khỏi cái táng cô hồn, những người tuổi bính tuất sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Nếu mà các bác mà vẫn còn đang làm ăn kinh doanh ấy, thì cũng sẽ nhận được rất nhiều độc lá.
Cũng có thể trong ngày hôm nay thì các bác cũng nhận được cái lộc trời ban, được con cái làm ăn gặp may mắn, mang tiền về báo hiếu bố mẹ vân vân. Đó cũng như là những cái may mắn của các bác tuổi Bính Tuất. Tiếp theo chúng ta có thổ thì nó khắc thủy đúng không ạ? Như vậy là thủy không được. Hỏa sinh thổ, như vậy những người tuổi mệnh hỏa thì có tuổi Bính Dần, và những người tuổi Bính Thân thì những người tuổi Bính Dần xếp vị trí số 3. Bính Thân xếp vị trí số 4. Những người tuổi Bính Dần được cục diện là Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Vậy nên trong cái ngày hôm nay thì nói chung ấy, những người tuổi Bính Dần cũng sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó thì cuối cùng là những người tuổi 96 và 66 Bính Ngọ, những người tuổi Bính Ngọ sẽ đứng vị trí số 5 và Bính Tý xếp vị trí số 6. Bính Tý thì những người tuổi Bính Tý mặc dù là vẫn được thần tài chiếu mệnh, nhưng mà thứ nhất là nó gặp thổ thủy là xung khắc đúng không ạ? Và những cái con giáp tuổi Bính Tý ấy thì lại bị gì? Bị xung với lại thiên can, ngọ tiếng ngọ theo xung, nên là cái vận may nó cũng sẽ giảm đi nhiều nhiều lần đó. Như vậy là gì? Đây là những cái con giáp mà được thiên tài chiếu mệnh, cái cơ hội tiền bạc đầy tay cũng là một trong những cái điều mà quý vị dễ dàng nhận được. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những con giáp này cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những con giáp may mắn này. Đó là những con giáp. Vậy nên là những người nào mà có tên trên bảng ngày hôm nay thì xin được chúc mừng tất cả quý vị. Quý vị dễ có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời giàu to. Thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông sẽ tổng hợp lại những con giáp may mắn nhất nhé. Đứng vị trí số 1, đúng không ạ? Đầu tiên là những người tuổi 1977, tuổi Đinh Tị. Đó. Vị trí số 2, đó là những người tuổi 1969 và 1999. Và vị trí số 3, đó chính là những người 1946 là tuổi Bính Tuất và 1986 là tuổi Bính Dần. Như vậy chúng ta sẽ có đâu đó là 5 con giáp được thần tài ban lộc, dễ có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời giàu to trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, ngày Canh Ngọ này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể là ủng hộ Tử Thông một cốc trà đá để cho Tử Thông có thêm động lực để làm những cái video hay hơn phục vụ quý vị khán giả trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.